Sau khi đối mặt với nhau, họ sẽ cùng nhau thể hiện điệu nhảy Rumba. Và người đàn ông lịch lãm team sẽ nhường cho Trà My thi trước. Chúng ta sẽ cùng đến với cặp đôi mã số 09, Trà My và Ali. Xin mời các bạn chuẩn bị. Thưa quý vị, Trà My và Ali sẽ thể hiện những điệu nhảy Rumba nồng nàn trên nền của ca khúc Just One Last Dance của Sarah Connor. Câu chuyện kể rằng hãy nhảy với em điệu nhảy cuối cùng trước khi chúng ta chia tay nhau. Và với câu chuyện tình buồn này, mời quý vị hãy cùng đến với phần trình diễn của Trà My và Ali. We meet in the night in the Spanish cafe. I look in your eyes, just don't know what to say. It feels like I'm drowning in salty water. A few hours left till the sun's gonna rise. Tomorrow will come, it's time to realize our love is finished forever. How I wish to come with you. Wish to come. How I wish we make it through. Just one last dance before we say goodbye. When we sway and turn around and round and round, it's like the first time. Just one more chance. Oh, come on. Hold me tight and keep me warm, 'cause the night is getting cold and I don't know where I belong. When we sway and turn around and hold me tight, come on, my love. Thưa quý vị, với Just One Last Dance, hãy nhảy với em điệu nhảy cuối. Và dù cho có nồng nàn và quyến rũ như thế nào đi nữa, thì cuối cùng cô gái cũng đã ra đi và chàng trai cảm thấy vô cùng nuối tiếc. Chúng ta vừa đến với điệu nhảy Rumba, một trong những điệu nhảy của vũ điệu Latin được mang đến Cuba vào cuối thế kỷ thứ 19. Rumba không chỉ là sử dụng những bước chân mà là vũ điệu hoàn toàn của cơ thể. Rumba tiếng từ tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là Rumbo, là con đường của những tâm hồn. Và cùng với điệu nhảy Rumba ấy, ngay bây giờ, mời quý vị hãy cùng gặp gỡ cặp đôi tiếp theo, Tim và Vicky, trong một ca khúc của Adele, ca khúc Set Fire to the Rain. Mời quý vị cùng thưởng thức. I let it fall. To stand in your arms.
Thưa quý vị, vừa rồi là Tim và Vicky với điệu rumba trong ca khúc Sapphire to the Rain. Một cô gái phải đứng giữa sự lựa chọn, chọn người mình yêu hay chọn người đã hôn ước với mình. Và trong chiếc áo cưới, cô ấy đã phải lựa chọn giữa lý trí và tình cảm. Và cuối cùng, câu chuyện của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Và chúng ta cũng thấy họ rất đắn đo với sự lựa chọn của cô gái ấy. Thưa quý vị, tiếp theo đây sẽ là phần đối đầu giữa hai cặp đôi. Họ sẽ cùng thể hiện những điệu nhảy jive thật sôi động trên sân khấu. Một phút, và đây là phần quan trọng để họ chinh phục ban giám khảo bởi chính bản lĩnh và tài năng của mình. Mời quý vị hãy cùng đến với hai cặp đôi Trà My, Ali cùng với Tim và Vicky. I got a man with two left feet, and when he dances not to the beat, I really think that he should know.